Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023 gửi các cục Sở Giao thông Vận tải, các cục các hãng hàng không. Trong đó, nội dung đáng chú ý yêu cầu các nhà đầu tư BOT phải xả trạm khi xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Trong khi đó, thì hiện các trạm BOT đã triển khai thu phí tự động không dừng ETC. Đối với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các khu quản lý đường bộ kiểm tra, rà soát hệ thống vạch sơn, báo hiệu đường bộ, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam phải chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, kịp thời xử lý, giải tỏa phương tiện, không để xảy ra ùn tắc tại các trạm thu phí. Trong trường hợp xảy ra ùn tắc kéo dài, nhất là trên các tuyến trục chính ra vào thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm như nhà ga, sân bay, bến cảng và khu vực tổ chức lễ hội xuân, trạm thu phí cần chủ động xả trạm. Liên quan tới nội dung này, công ty VETC cho rằng hiện các trạm BOT đã thực hiện thu phí tự động không dừng, vì thế vấn đề ùn tắc giao thông sẽ không đáng lo ngại. Hiện công ty cũng đã lên kịch bản ứng phó. Rất nhiều người lo lắng vào cái dịp Tết sẽ ảnh hưởng đến cái số lượng tham gia giao thông, các xe tham gia giao thông thì cái lưu lượng xe sẽ tăng lên đáng kể, sẽ gây ra cái việc ùn tắc giao thông như cái việc là chúng ta sử dụng về giấy trước đây. Việc đấy thì VEC cũng đã có các biện pháp để phòng ngừa, để chuẩn bị cho cái việc là các kịch bản xảy ra. Tuy nhiên là chúng ta sẽ thấy áp dụng ETC ngày 2/9/2022 là một kỷ lục về việc là số lượng xe tham gia giao thông trên tuyến Pháp Vân Ninh Bình 90.000 xe mà không bị ùn tắc giao thông. Tức là chúng ta phải hiểu là 1/2/9 là cái dịp mà nghỉ lễ chỉ dồn vào một ngày, hai ngày nhất định. Còn nếu như dịp nghỉ lễ chúng ta sẽ có dàn trải ra nhiều ngày thì nó sẽ đỡ hơn việc các ngày nghỉ lễ nhất định trong năm. Thì cái việc đấy thì VEC cũng đã xây dựng các kịch bản để chuẩn bị cho cái việc là phòng ngừa ùn tắc hay là các kịch bản chúng ta sẽ cần phải xảy ra như nào. Ông Vinh cũng cho biết hiện đối với các tuyến cao tốc 100% phương tiện đã sử dụng ETC, riêng các trạm trên quốc lộ tỷ lệ sử dụng dịch vụ đạt trên 85%, có trạm lên tới 98%. Ngoài ra hiện VETC đã làm việc với các nhà đầu tư BOT về các phương án khi xảy ra sự cố để sớm có phương án giải tỏa nếu xảy ra tắc đường ở các trạm BOT. Đối với khách hàng khi tham gia giao thông có sử dụng dịch vụ ETC thì khách hàng cần chú ý các cái điểm sau. Thứ nhất là khi chúng ta trước một cái lộ trình nào đấy, chúng ta nên kiểm tra cái thẻ vật lý của chúng ta trên xe có ảnh hưởng gì không, vật lý còn hay không, hay có bị tác động hay không, hay bị đã bong tróc hay là như nào không. Đấy là cái vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai là khi đã có thẻ rồi thì khách hàng cần kiểm tra cái số dư trong tài khoản hay không, chúng ta có đủ để chúng ta thông qua cái lộ trình mà chúng ta tuyến đường chúng ta cần đi hay không. Vấn đề thứ ba nữa là khi mà đến các trạm thu phí, khách hàng nên chú ý đèn tín hiệu giao thông. Đèn tín hiệu giao thông màu xanh hay là có biển số xe hiện ra thì chúng ta nên vượt qua trạm, chứ không phải là chúng ta thấy ETC là chúng ta cứ đi vào. Nhiều lúc có vấn đề về kỹ thuật hoặc là các sự cố của xe trước thì có thể chúng ta sẽ đâm vào barrier. Đây là những cái khuyến nghị để cho khách hàng có thể chúng ta cần phải chuẩn bị trước khi một cái tuyến tham gia giao thông có sử dụng dịch vụ ETC. Ùn tắc giao thông tại các trạm BOT là thực tế rất đáng lo ngại vào mỗi dịp Tết khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Việc chủ động các phương án chống tắc đường tại các trạm BOT là giải pháp rất cần thiết, cấp bách khi chỉ ít ngày nữa là đến kỳ nghỉ Tết của người dân.